Xin chào các bạn, như các bạn đã biết mình là Kim An đến từ Love.vn. Và ở bên cạnh Kim An đây là những chiếc vali đến từ thương hiệu Santa Barbara mã 501. Vali lớn nhất là size 29, vali nhỏ nhất size cabin size 20. Và Kim An đang ngồi trên chiếc vali là size trung là size 25. Và đây là một trong những sản phẩm mà bán chạy nhất của bên mình từ đầu năm đến bây giờ, với những tính năng như là dây kéo đôi, chống rạch, rồi cần kéo bằng hợp kim nhôm hay là ổ khóa GSA và cùng nhiều cái tính năng khác như các bạn đã thấy ở trên fanpage hay là trên website. Tuy nhiên, có rất là nhiều bạn gửi câu hỏi thắc mắc đến bên mình. Cái tính năng của chiếc vali này đó là tính năng chống bệ 100% và liệu nó thực tế có chống bệ 100% hay không? Vậy thì ngày hôm nay Kim An sẽ cùng ekip của mình thực hiện cái clip test sản phẩm này để cho các bạn có cái nhìn trực quan và thực tế hơn. Sản phẩm này có thực sự là chống bệ 100% hay không? Vậy thì bây giờ, nào các bạn, chúng ta hãy cùng đi thôi. Các bạn ơi, và hiện nay thì mình đang ở lầu 4. Khá là cao. Quá. Mình cùng với ekip thực hiện test sản phẩm này như thế nào. Hy vọng rằng với cái việc mà test sản phẩm như vậy thì để mang đến cho các bạn cái nhìn trực quan hơn, thực tế hơn về cái khả năng chống bệ 100% của chiếc vali 501 các bạn nhé. Và lần cuối cùng thì Kim An xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị và các bạn sẽ có một mùa trung thu thật là vui vẻ, ấm áp bên người thân và bạn bè của mình. Nếu như các bạn thích, hãy like và share ủng hộ cho tụi mình nhé.